có thể cắm cái liệu đây không? À, thoải mái, thoải mái, không có tính tiền gì hết. À, ý đây em cắm cái liệu trong cái chiếc ô này nè. Được, cũng được. Rồi, ok. Em kiếm chỗ cắm cái liều ngồi chơi mà. Xuống chơi đâu. Còn cái cào nhiêu này mà mình tính sao anh? 30.000 ký. Là cào thì xuống miễn không có tính với gì hết thì đem lên mình mua lại. Đúng rồi, đúng rồi. À. Cho em bộ dụng cụ với anh. Hết rồi hả? Mẹ. Có quả cần liều không cho anh ta này. Đây nè, cái này cái đó rồi đi. Cái gỗ ha. Quá trời nhóc kìa. Vậy cái sọt quá lớn hả? Ừ. Mấy người cào sọt quá lớn rồi. Trời trời trời. Cái chục chục ký rồi, cái này tổng lên chắc có chục ký rồi quá. Dễ lắm bạn. Tại vì nhiêu nuôi á nên cào dễ lắm, ngồi chỗ cào không có nữa. Trời ơi, thịt nó úp hết trơn nguyên luôn á. Dạ. À, nó mua từ lúc nhỏ à. Chợ Kiển Phước à. Bò ăn ướt, em muốn ướt cực. Chợ này cũng bé à. Mua nghêu nấu thái đây, ăn với bún. Ủa hết chợ rồi. Nấu thái rồi. Bánh ăn đỡ đói. Cái đó bánh gì vậy chị? Bánh mặn hả? Lấy con một hộp đó, em ăn gì? Còn cái này tròn tròn là lấy gì vậy chị? Lỗi ngọt. Cái nước chấm là cái gì vậy ta? Nước cốt. Nước cốt dừa. Em ăn gì? Cái này nè. Cái đó đó. Tiền. Nhiêu? Anh hiện tại nghe. Nhiêu cô? Dạ. 15.000. Dạ. Cái này cái gì vậy cô? Sao? Nước á, nước. Này hả? Dạ. Mũ chôm, 5.000. Mũ chôm. Được ai rồi. Rồi, ông cảm ơn. Bánh mì tắm không? Có tắm bánh mì không? Không. Có chấm bánh mì không? Không. Nè. Mua rau đúng không? Nãy hình như đằng đây có chỗ kìa. Gà mua chứ không? Gà sống thôi. Có. Chú mua đi. Đó mà. Cầm cái vô ở trong chứ.
Nguyên 100 ngàn á. Có tích điểm không ạ? À? Tích luôn. Đi xuống biển à? Đi xuống biển nè. Này đi xuống biển mà. Đi đi bờ biển chứ. Không vậy thì xuống biển chứ không. Là phải mua nước nhiều quá. Có, mua rồi, cái chai nước rồi. Tại nãy còn dư 2-3 chai nước nữa. Ở ngoài bờ biển nó có bán nhiêu đồ ăn không? Có, bán nhiều lắm. Không, mà giờ này bán đồ ăn sáng tới chiều, chiều mới có nữa. Không, anh chỉ cắm trại, mua đồ đi nấu. Dạ. Ở trong chổng có cái quán gì đó. Có mấy cái quán. Không, chị. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cái bãi gác kìa. Đây là cái bãi gác. Bãi gác mà làm cái biển ta. Lạ. Hồi dưới đó cắm trại mà nắng, nhưng mà mình phải canh hồi trời lên thì nó có hướng nào chứ, mà ở đó có biển, cắm dưới đây không được đâu, chỗ này là nước nó lên đó, chạy không kịp đâu. Cái này là nước chỉ bị rút hay là nó đang lên, ta để họ kiếm ta hỏi. Để kiếm người hỏi mà. Kéo nón xuống nha, đội nón nó gió nó vô kiến mình quên đi thai hoài, mình quên hoài, nó kêu quá bạn. Có chiếc xe mà không có người kìa, ta làm gì chứ kìa. Trời ơi, sao quá luôn. Sao sao gì được ta? Cái quán hôm qua nè bạn, đây có thả gì rồi mới không? Hạ xuống rồi. À, thấy con gì đâu. Để hỏi hay nước này nước rồng hay nước lớn. Con chuối. Con rồng là nước đó. Ủa anh cho em hỏi. Nước này nó đang rồng hay đang lớn anh? Đang rồng. Cỡ mấy giờ nó mới lú mình có thể xuống biển được ta? Một giờ. Cỡ một giờ lần hả? Vậy là cái này nó đang gồng từ chứ nó không còn lên nữa. Đúng rồi, mà nó chết nước hình nước gồng ngày thì nó chậm gồng. À, anh tính xuống biển chơi mà nước nó còn nhiều quá. Cái này chỗ nào nước cạn nhất ta? Hay nó đi chen nhau à? Nó đồng như nhau. Rồi, không cảm ơn anh. Tính chơi chứ nào xuống biển chơi mà quá trời nước. Cả một giờ mà mới lú mặt biển được. Đúng rồi. Thường ở đây là nó cho cào nghiêu là ở đâu anh? Cào nghiêu đi đây cũng đi Tân Thành luôn. Tân Thành chứ là? Ấy khúc này thì không có. À đây không có. Mà đi qua cống Hạch Bụng chạy sâu xuống dưới nữa. Dạ. Là có cào nghiêu ở dưới rồi đi thẳng xuống biển Tân Thành có nghiêu. Dạ. Nhưng mà nước này cũng đâu có cào được hết á. Đúng rồi, nước này gì thì đâu có cào được. Không có làm gì được. Chỉ đứng dòm thôi. Ủa có mấy cao ông lặng lặng đó ông làm gì ta? Dạ. Dăng lưới. Dăng lưới hả? À, rồi đây có cá nè hả? Có chứ, còn dần những cá đấu ra trời luôn. À, rồi anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em tính cắm trại rồi xuống biển chơi mà giờ nước này đâu có. Không có gì vui. Vậy hết. Đi nước rồng á. 15, 16, 17, 18, 19. À. Đó là ngay nước đó. Dạ. Còn ấy thì 29, 30, 1, 2, 3. À, hồi chiều em hỏi ông xe ôm, ông nói sáng lại đi, 8, 9 giờ là gồng rồi, chạy 8 giờ lại đúng nước cái này. Thì 8, 9 giờ gồng gì? À, mà nó gồng vậy quên, đúng không ba ông hỏi ta. Gồng mà 8, 9 giờ gồng khô hay là mới có giật gồng? À, rồi, em cảm ơn anh. Hèn chi nước, cái tàu nó còn chạy được rồi, còn sâu lắm. Đúng rồi, ông kêu em lỗi rồi nha, nó nhìn thấy cái nón đó. Dạ. Thôi, em cảm ơn, vì từ đây ở chợ chắc nó cũng y hệt gì à. Đúng rồi, đâu giống như nhau á. Rồi, cảm ơn anh. Em kiếm cái nào mát em cắm trại chơi. Dạ. Chạy qua cống Hạch Bụng xuống dưới á, nó có dưới lùm cây gì nè. Dạ. Mát. Còn không nó lại chỗ làm nhiều ở chỗ cái bụi cây nhiên nhang á. Dạ. Em tính lại cái bụi nước đằng đó mà thấy nó cũng hơi nắng. Nhưng mà bây giờ nước thì nó đang rút rồi, nó đâu còn sợ nước lên đâu. Bãi rác nó gió nó phát cớ phát lượng, nó thôi xuống. Dạ, rồi. Rồi, em cảm ơn. Có cái lợi chỗ bãi rác này nè. À, mình cắm là mình cắm bên tay bên phải rồi, chứ phải cắm bên đây phải không? Đúng rồi, người ta bán nó mấy anh này nào có cây cũng mát. Dạ rồi, em cảm ơn anh.
Chị em chịu. Dạ em cảm ơn. Quên hỏi là nước gọc mà gồng cải hay là gồng dừa. Nhiều tháo xuống rồi. Cải cắm đại thôi sao đó. Kêu thì có chắc rồi đó. Ủa hôm nay em nói cái bãi nào? Hôm nay em nói cái bãi nào? Đâu khúc nào? Giờ đi tìm chỗ bạn. Trời chụp ảnh nhiều mọi người đồ ghê không? Quá trời lăn xả luôn kìa. Vậy này làm gì ta? Cạo gì ta? Cải cát này như vậy cầu nghiêu cái gì nè. Trời à, quán nước nhạc nữa thì không gặp nhạc chứ hỏi. Ủa cái này là chỗ mình cào nghiêu á anh. Ủa cái bãi mình nó dài tới đâu anh? Cái khu đó là của ai? À là mình là cái ổ khu này. Dạ dạ. Tại em tính em tính cào nghiêu mà em có cái liều mà em có thể cắm cái liều ở đây không? À, thoải mái, à. Thoải mái không có tính tiền gì hết. À ý là em cắm cái liều trong cái chiếc ô này nè. Được cũng được. Rồi, ok. Kiếm chỗ cắm cái liều ngồi chơi ấy mà. Xuống chơi đâu. Còn cái cào nghiêu này mà mình tính sao anh? 30.000 ký. Là cào thì xuống miệng nhưng không có tính phí gì hết thì đem lên mình mua lại. Đúng rồi. À. Với anh có sẵn không? Còn có cái ăn liền á? Có ăn liền. Ở đây vậy xuống cào nghiêu được không? Được. Giá sao? 30.000 ký. 30.000 ký cào lên thì tính, còn mà cào không có lấy thì không mua thôi hả? Không, ví dụ mình ra mình cào cũng phải lấy giờ dùng vậy đó. Đúng rồi. Ý em hỏi biết rồi nhưng mà ví dụ mình cào được mình lấy 1 ký thôi đúng không? Ừ. Ví dụ mình nhắm mua 1 ký mình cào vừa giờ ra đó là cào được không? Đúng rồi. Đây có nghiêu mình ăn sẵn luôn. Là nghiêu này nó không có cát rồi, em tính em ăn liền á. Đúng ăn liền. Ví dụ có cát em đổi anh cái khác. À, luộc cái nào có tại cát. Tại vì em hy vọng là ăn liền thôi, còn cào em vẫn lấy. Dạ. Rồi em cào lên thì em đưa cho anh hết mà em mua riêng nghiêu ăn liền. Dạ. Rồi em cào như giải trí mà rồi vậy em xuống ngay ha. Cứ cắm đại thoải mái. Cứ liền cắm này được ha. Tính tiền gì á. Xuống chơi thoải mái vậy. Ok anh. Rồi em xuống để xe em biết để chở nha. Để lại đi. Rồi. Bãi đậu xe. Dạ. Mình thông cảm mình đậu đi rồi mình phá cổ lại chứ không có mất mát gì đâu. Ok, gần bên đây mà có ai đó. Rồi, để em đem đồ xuống. Để ok anh. Để có bán nước không anh? Có. Coi có nước gì kêu uống. Nãy tính đi mua nước mà quên anh có bán nước. Cái điện thoại đâu mẹ, con điện có con ca không anh? Để em chạy để em kêu người em xuống làm đem nước cho anh uống gì. À con ca đó, con ca đi. Để anh lấy nước lại cái anh hết nước. Chỗ đen của anh sẽ hết nước. Con ca. Cuộc sao ta? Không biết cuộc giống. À, lên mình mua lại của nó. Nó không biết. Anh có kêu nó hồi bán cho mình cái nghiêu ăn được à. Gì? Hả? Không nhỏ à. Cho em bộ dụng cụ ơi anh. Hết rồi hả? Mẹ. Có quả cần liền không cho anh ta nè. Đây nè, đây nè, cái này cái nắp này đi. Cái gỗ ha. Gỗ riêng chị đem ra con này nè. Rồi ok chị. Đi thôi đi, bắt đầu đi
cào nghêu các bạn. Có nghề không? Có tay nghề không? Không. Không có tay nghề hả? Không. Ở miễn chị. Xíu không có giới tới. Đi hay thiệt, đi có miếng miệng, sắn cái miếng miệng. Không hiểu nổi. Ê, con gì kìa? Cái gì? Bỏ xuống này. Cái này cái vỏ. Đi, ở đây đông quá nè các bạn. Đồ để cho đó. Bây giờ mình lội xuống. Này, đi lại gia đình tới đây đi. Có che dù nữa kìa. Che, thấy che thằng bự các bạn. Nhỏ không dính. Quá trời nè. Có anh này. Cái gì? Cái này giống đi cắt lúa quá trời nè. Sao không có cây gạo kia mà cây này ta? Biết nhầm chỗ nó có cây gạo. Không, người ta nhầm người, thấy mấy người kia nó xài cây này không à. Rồi uống đi. Để anh đi tham quan xíu à. Quá trời, ở đây có dù nữa nè. Ơi. Quá mệt. Thật sự đây có nhiêu không? Đây nha. Quá trời nhóc kìa. Quá trời luôn á. Vậy mấy con sọt quá lớn hả? Ừ. Mấy người cào sọt quá lớn rồi. Trời trời trời. Cái này cách chục chục ký rồi, cái này tổng lên chắc cách chục ký rồi quá. Cái ghê không? Đâu cào nữa, cào chú coi con coi. Ừ. Chưa cào lại, cào lại. Cào lại, cào, cào kéo sao? Đang kéo nè ba. Đâu? Chỉ chú ơi, cào sao? Đó, cào sao, cào vậy đó. Cào đi, sao mày nhìn qua vậy? Cào đi chú con. Rồi không biết chừng nào mới dính con luôn rồi cào. Mẹ này, có mẹ này nhóc luôn nè. Rồi, qua đây cào rồi, cào đi. Rồi. Cào đây nè, con đứng với mẹ vậy, con cào bên đây nè. Rồi, có chưa? Kìa, kìa, chụp được con yêu kìa. Ok, ok, chụp được con yêu kìa, rồi. Rồi. Trời giỡn mặt vậy. Đâu? Đó. Rồi ơi. Người ta cào theo cái chiều đi lên hoặc là đi ngược lại. Nhỏ xíu rồi. Như này bé bé không à. Bẻ cào dính là được rồi. Dễ lắm bạn. Tại vì nhiều nuôi á nên cào dễ lắm. Ngồi chỗ cào không có nữa. Cào nhịn tay ghét mà, vảnh vảnh rồi. Mình cào bằng dò nhìn có hả bạn? Đây, đây là tên. Thấy chưa? Đó, đông đó các bạn. Bên kia thì một bãi nè. Bây giờ đứa nhóc này về, đứa nhóc này quậy quá trời. Đứa nhóc này cào quá. Đứa nhóc cào quá. Cào quá trời, không dính thằng nào hết chứ. Cào quá trời, không dính thằng nào hết chứ. Tắm biển các bạn. Xa xa ngoài kia là có điện gió rồi đó kìa.
Cái gì? Có mà mất công. Tại đây mát rồi, có gần dựng liệu thật. Cái Bạc Liêu rồi chị. Trời ơi. Con mạng thấy á hả? Dạ. Buổi chiều á, mình muốn chơi á. Chị em đẹp lắm. Ở đây em chạy vô trong đó cỡ chừng 3 cây số, chiều nó đẹp đó. À, tối em có đi vô đó rồi hồi tối. Tối em ở đây ăn đêm rồi. À, tối đông không? Tối cũng ít ít. Không đông. Thường tối chủ nhật không dạ. Bây giờ chơi tới chiều về hả? Chút xíu rồi về, tại về mới kịp. Ăn xong ăn uống xong rồi về. Đây về dưới có 3 tiếng chứ nhiêu? Không, về dưới thì xa lắm, từ đây dưới tới 200 cây rồi. Đi có 6-7 tiếng á. Trời ơi, hay trồng xiên dữ vậy. Cái đi rảnh rồi đi chơi, vòng chơi. Tại đi chứ biết đây biết đó. Sao không lên mua hải sản? Có mua nhiêu à? Không bán ăn rồi. Tại ghé muốn ghé bãi biển nấu rồi ngồi hóng gió rồi chơi. Ông nhiêu tặng nữa hả? Mày bỏ giấy qua đây, đừng có chạy chạy tới ngủ đâu? Dạ, tới ngủ nhà nghỉ. Đi ra ngoài đường lớn ngoài kia. Rồi sáng đi chợ mua đồ hả? Dạ. Đang nấu đồ ăn nè các bạn, đây đồ ăn mình nè. Này này là lẩu Thái. Còn này là nhiêu hấp, nhiêu luộc các bạn. Chạy luôn, ghê thiệt. Tụi em mới được cắm chạy nữa nè, mà tại vì có mát nên tụi không cắm. Chứ hả? Em có liều hả? Chị Hồng, đá bào kem, đặc biệt thơm ngon. Hồi nãy em tính vô cái bụi lùm mình đó kìa. Nhưng mà bên đó của chủ khác. Bên đây nó có cái bạc ở trên rồi nên em không cần phải dựng cái liều. Ủa thấy cào nhiều không? Bỏ cào bắt đâu hết đâu, bỏ lại không hết. Em xuống cào chơi, em lấy nhiều nè em mua ăn. Tại vì cào lên thì ăn không được, nó cát. Em về nhà mình ngâm thì được. Còn tụi em ăn liền thì tụi em cào xong rồi em trả lại em mua nhiêu. Nhiều trong đó ta để sẵn ha. Mới ăn được. Bởi cái lò mini còn cái đó còn biết gì em biết điện hả? Bếp ga sao giò đó. Ô lô đọc. Nó có cái bếp ga. Bỏ bếp này nhiều ấy. Ghế ship á. Có luôn, trong đây có hết hết chứ, tại không buông ra. Tại có ghế rồi đâu buông mà làm gì? Có ghế có ghế có bàn đó chứ, có cái bàn để cái nồi luôn. Mà tại vì ở đây có đồ hết trơn rồi, đâu có cần đem ra đâu. Trong cái ba lô đó đầy đủ hết trơn. Có để cái miếng lục bình dưới á. Quên mua mấy cái đồ để nồi á. Gì? Chút đi, ăn xong nè. Có cốc nước rồi nè, uống trà không? Không có đem trà. Nhìn cái giọng với cái chòi này nhớ lại bầu trắng Phan Thiết. Bầu trắng Phan Thiết nó cũng có cái dạ, nhưng mà được cái là cảnh nó đẹp. Ở đây thì mình được trải nghiệm này kia, ăn uống nó cũng dễ hơn. Phan Thiết thì bây giờ nó làm du lịch trơn rồi, mình vô rồi nó mất công.
Dạ. Chị ở đâu? À em ở Bạc Liêu lận. Chị từ Bạc Liêu xuống đây. Dạ. Thế hả? Em đi phượt. Đi phượt hả? Dạ. Trời ơi, dữ. Ở Bạc Liêu có biển mẹ nó mãi đó. Dạ. Nó cũng đen xì giống này vậy nè chị. Cũng bảy liêu. Không có đi đâu, ở dưới thường là nó nuôi có nhưng mà nó không có kinh doanh. Đúng rồi, nó không có kinh doanh. Muối này là muối trong Bách Hóa Xanh các bạn. Đằng nào mình mua táo mình cũng cấp muối đó. Bây giờ mình sẽ thử. Mình không có quay ra hướng biển tại vì quay ra hướng đó nó ngược sáng các bạn. Thì chứ nhỏ mà u nu à. Ngon lắm. Chị, ăn thử con chị. Ăn rồi, nãy mua rồi. À, rồi, ăn rồi luôn hả? À. Nhưng mà nghiêu này ngon á. Ngon. Hôm qua em hỏi mấy ông kia rồi, ông nói 8-9 giờ ra. Là nước nó mới rút. Dạ. Ừ, thôi. Bóc rồi. Thì cay lắm em à. Cay. Chấm mấy chút xíu rồi. Này dễ mà, ngồi vô con. Ừ, ngon quá. Trời ơi, thịt nó úp hết trơn nguyên luôn á. Ừ. Dạ. À, nó mua từ lúc nhỏ à. Dạ. Như là mình cào xong lần ký 30. Tại em cũng không nhớ giá ký bao nhiêu. Dạ. Dạ. Người kia nó mập ghê. Tại em đây mà em mua rồi tới dưới chắc nó chết. Tại đi nóng sợ nóng quá. Dạ. Không, tại vì anh ăn á là anh mua người ta cái mà người ta để hồi sáng á. Còn cái cào về mình phải về nhà ăn mới được. Còn em lại là em mua sẵn cái người ta có sẵn. Hồi chắc em mua về quá. Tại em sợ mua về dưới không chết à. Để hồi người ta lên có ai chia lại cũng được. Nếu không có thì thôi, tại dưới em cũng có. Tại muốn mua về chơi thôi. Chứ em cũng nhiều, tại em Bạc Liêu biển mà. Đúng rồi, cái vị nó khác nhau. Như ở đây hồi tối em ăn sầu huyết ăn thấy nó cũng bình thường. Mà lên Nha Trang ăn sầu huyết ngon cực kỳ. Nha Trang sầu huyết ngon lắm. Ăn hồi hết luộc tiếp. Để đi chơi nè. Ăn nữa không thả dẹp bên thả vô. Thả đi. Có chị. Có ớt có hay có xịt xả rồi. Nãy em quên mua gừng. Dạ. Đây là đậu Thái các bạn. Đây nè. 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 Đây nè.
Muốn rồi ta. Mình thích cái view này ghê đó các bạn. Trời ơi, view cái cầu Gạch Miễu. Ở dưới có bờ kè. Không biết bao nhiêu tàu đậu nè. Cái chữ là chữ thành phố Mỹ Tho nè các bạn. Này có Lycam bay đó, đẹp lắm. Mà hôi chiều mình lười quá à. Dưới bay hết cái cầu này rồi, bay cũng lâu đó các bạn. Bay cũng tầm nửa tiếng. Ồ, cái view kìa. Trời ơi. Quê mình mà có cái cảnh này chắc mình ra đây có tối ngày luôn các bạn. Đẹp quá. Tạm biệt thành phố Mỹ Tho. Mình đi về Bạc Liêu các bạn. Bây giờ là 2 giờ rồi, không biết nào mình về tới Bạc Liêu nữa. Thôi lên đường thôi. Cảnh đẹp quá, lần mình đi về mình phải ghé mình ngắm cái nữa các bạn. Quận đi mình có ghé 1 lần rồi. Trời ơi đẹp. Ủa đang đã hơn nè. Ủa có bờ kè này là view tỷ đô luôn. Trời ơi đây đẹp hơn nè. Ủa sát cầu luôn. Cái chú nãy đâu ta, nãy mình được cái chú mình đang đứng, cái chú để chú chụp hình cho con, mình cho con cái chú chụp hình cho mình các bạn, bữa nay mình cho các bạn coi mấy tấm hình nhìn đã đó. Tuy hình nó hơi xấu mà nó vui các bạn. Đây biết quẹo đâu đây để mình coi bản đồ cái. Ồ ngay dốc cầu luôn nè, đã ghê chưa. Wow. Ngắm cái nữa à. Nghe câu kén. Thấy cầu đâu. Vô, rút đầu vô. Thấy cầu không biết. Này đi trúng nợ hả? Ủa đây quá trời đông kìa. Ủa cầu nó cao. Đó, phải à, phải đây. Ủa cầu các bạn. Ủa Ủa đường cung. Anh, mình chạy sao lên được đó, đó. Cầu anh đây nè. Dạ rồi em cảm ơn. Tâm thẳng ra luôn lên cầu luôn. Dạ rồi em cảm ơn. Trời ở cái đường nó xíu kìa. Không biết được. Cấm xe tải. Wow cầu nó cao. Mình rất là thích những cây cầu luôn á. Ồ còn cái dài. Cái này không biết.
sao nó ta sao quẹo lên ta thẳng nữa quá. Thẳng hả? Về thôi, bye bye mọi người, về thôi. Chị xe còn ngồi chéo quẩy nữa các bạn. Về thôi, về thôi. Tuy nhiên vừa về có các bạn gái đi ngang, ô ôm cua kìa. Ồ, ghê chưa. Ôm theo. Lên cầu. Thôi lỡ rồi bạn quay hết cái cầu bạn xem luôn. Em con nó ngồi cháu quẩy à. Các bạn ngồi chạy xe ngồi cháu quẩy rồi bạn. Ủa hết rồi. Về thôi. Ngắm thành phố Mỹ Tho lần cuối các bạn. Wow. Này gì đây? Như là sửa xe. Cẩu xe. Mặt trời đang lặn. Đẹp quá. Trời ơi, có cái đường bờ kè của chúng ta các bạn. Như bên kia đang xây cái cầu gì nữa kìa. Ở giữa này là cái Còn Thế Sơn mà, khu du lịch á. Còn bên kia như là Còn Phụng. Nó có hai cái còn. Có mấy cái nhà bè này kìa. Rồi, hết cầu rồi bạn. Hết như mấy cái dây văng rồi. Còn những cái nhịp nhỏ à, mình tắt máy tại đây. Bye bye, bye bye lần nữa. Đặc sản miền Tây dưới những góc cầu. Nó kẹt xe là nó nối đích nhau các bạn. Nối từ trên tuốt trên cầu xuống dưới đây các bạn. Ở đây là cầu Gạch Miễu. Nó nối đích nhau kìa, nó để mình quay coi nó nối bề xa các bạn. Wow. Ồ, nó kẹt từ cái trạm thu phí. Cầu nó đông kìa. Quá trời luôn. Để coi mình coi có nó kẹt bên xa các bạn. Wow, coi qua bên trạm thu phí luôn. Hồi nãy mình không để ý nữa là cái khu bên đó nó bị sao mà nó kẹt ra. Nhìn thấy cảnh này mình nhớ lúc trước mình đi Đà Lạt về các bạn. Mình phải chen chút giữa cái làn xe vậy nè. Hên là mình không có đi cái chiều đi của mình không bị kẹt á. Trời ơi nó dài. Còn nữa. Đây là cái bùng binh. Rồi vừa kẹt tới đây các bạn. Cái có cây số à.